Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Gen Film, kênh YouTube chuyên review phim của Gen. Hôm nay chúng ta sẽ nói về người kiến và chiến binh ông. Không hot như các Avengers, cũng không có máu me và bẩn bựa như Deadpool, nhưng mà người kiến và chiến binh ông đủ hấp dẫn để các bạn bước ra rạp xem. Gen nói thế là tại vì sao? Bởi vì người kiến hội tụ đủ những cái yếu tố hài hước, hai cái kiểu rất là dễ hiểu chứ không phải là nghĩa đen hay là nghĩa bóng khiến cho bạn phải suy nghĩ nhiều giống như cái phim Deadpool. Nói thế không có nghĩa là so sánh với Deadpool đâu nha. Gen chỉ lấy một cái ví dụ để các bạn dễ hiểu thôi. Hành động tuy là không có nhiều máu me hay là những cái kỹ xảo mãn nhãn kinh hoàng kiểu giống như là Transformer, nhưng mà người kiến và chiến binh ông đủ hấp dẫn, đủ kích thích bạn và đủ giữ chân bạn ở cái rạp. Nên thật sự đánh giá cao cái bộ phim này. Lấy bối cảnh và diễn biến song song với cái sự kiện Civil War nên các bạn sẽ hiểu vì sao anh chàng người kiến này không có mặt trong cái phim này. Civil War đúng không? Cái phần gần nhất tên là Civil War đúng không? bởi vì anh ta bị FBI giám sát, gọi là tạm chặt đi. Và chính vì cái sự giám sát tạm chặt chẽ đó nên anh chàng người kiến của chúng ta mới có thời gian chồn ra ngoài làm cái nhiệm vụ cùng với cái cô nàng cộng sự mới. Và cái cô này cũng là con gái của cái ông giáo sư để chế tạo ra cái công nghệ siêu điện tử giúp cho cái anh chàng người kiến này có thể nhỏ xuống hoặc là to lên á. Cốt truyện của phim diễn biến khá là hấp dẫn và hài hước. Thật sự rất là hài, rất là duyên luôn. Bộ phim có thêm một cái nhân vật nữa là Eva để đóng trong cái vai trò khá là quan trọng trong cái việc phá đám. Nói chung là ngoài cái việc là có FBI nè, rồi cái một tên Marco nè, rồi một Eva nè, tuy là có nhiều phe, nhiều tuyến nhân vật, nhưng mà bộ phim dàn trải rất tốt và chặt chẽ với nhau, nên khi các bạn xem phim các bạn sẽ không có bị bối rối và không cảm thấy, nói chung là không có cảm thấy rối á, và cảm thấy rất là thoải mái với những cái tuyến nhân vật này. Nhiệm vụ của người kiến là gì và vai trò của những cái tuyến nhân vật trong phim là gì thì các bạn xem phim sẽ hiểu ha. Kỹ xảo trong phim ổn, đẹp, mượt mà, âm thanh sử dụng tốt, hiệu ứng âm thanh cũng như là cái phần nhạc nền luôn. Diễn xuất thì không cần phải bàn nhiều, rất tuyệt vời. 7 điểm, Gen nghĩ là cái số điểm mà cái bộ phim này xứng đáng có được. Bạn đã xem phim này chưa? Nếu xem rồi hãy comment cho Gen biết cái ý kiến của mình. Và đừng quên bấm vào nút subscribe và bấm thêm cái chuông nữa để nhận thêm nhiều clip từ Gen nha. Gen Film xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.